Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Reorder Pool tại NFTFi đúng cách. Thì đây là tổng hợp 4 bước để có thể tham gia Reorder Pool. Đầu tiên là bạn phải tạo được một tài khoản ví MetaMask và liên kết ví MetaMask của bạn với Reorder Pool. Thì đây sẽ là cái bước đầu tiên mình hướng dẫn các bạn cho những ai mà chưa từng đã tạo qua một cái tài khoản ví MetaMask để có thể tham gia pre-order pool của NFTFi. Thì đầu tiên, để tạo được một tài khoản ví MetaMask thì các bạn vui lòng truy cập vào trang metamask.io. Mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả. Thì các bạn chọn download nào. Thì lưu ý với các bạn là các bạn nên xài MetaMask trên trình duyệt Google Chrome nhé. Tại vì đây là trình duyệt mà bên mình đánh giá là nó mang lại tính ổn định cao nhất. Hiện tại thì bên mình chưa support nhiều cho cái phần MetaMask trên mobile. Thì các bạn vui lòng truy cập trình duyệt Chrome giúp mình. Thì các bạn chọn Install MetaMask for Chrome tại đây. Chọn Add to Chrome. Add extension. Các bạn chờ một xíu. Thì sau khi cài xong thì nó sẽ có thông báo cho bạn như vậy. Thì mình sẽ nhận cho bạn, ví dụ như các bạn chưa thấy được cái biểu tượng hình con cáo của MetaMask ở đây á, thì các bạn chọn cái nút này nè. Bạn chọn xuống MetaMask, bạn bấm cái hình cái dấu ghim. Đó, khi bạn bấm cái này thì biểu tượng MetaMask nó sẽ hiện lên trên này cho các bạn. Tới lúc này là bạn mới có thể sử dụng được nhé. Các bạn nhớ nha, vào cái này, bấm cái nút game này để hiện cái MetaMask trên này. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo tài khoản ví MetaMask nha. Khi bạn click vào bình luận con cáo này thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thì bạn chọn Get Started. Thì đối với một số bạn nào đã tạo cái tài khoản với MetaMask rồi thì các bạn chọn Import Wallet. Để các bạn điền cái Secret Recovery Phrase là một cái mã bí mật của các bạn. Thì cái này bạn nào đã tạo với MetaMask rồi sẽ hiểu. Tuy nhiên, những bạn nào chưa tạo với MetaMask thì hãy làm theo mình. Hãy chọn Create a Wallet ở đây. Bạn bấm Agree. Thì bạn chỉ cần set một cái mật khẩu cho cái tài khoản MetaMask của bạn. Mình sẽ có một cái mật khẩu chỗ này là như vậy. Create. Nó sẽ hiện ra một cái video như này. Các bạn có thể skip qua như mình luôn. Next. Rồi, tới bước này. Các bạn hãy chọn vào cái ô có cái chứa cái chìa khóa này nè. Để nó hiện ra cái Secret Recovery Phrase. Mình gọi nó là cái mã bí mật. Thì các bạn vui lòng copy cái mã bí mật của mình vô một chỗ khác. Ví dụ như là mình sẽ để trên notepad chẳng hạn. Đây, mình sẽ để nó trên notepad. Đây chính là cái mã bí mật của mình. Thì đây là cái mã mà các bạn phải giữ rất là kỹ. Với trường hợp tạo tài khoản ví MetaMask thì cái mã bí mật này nó quan trọng hơn rất nhiều so với cái mật khẩu của bạn. Bởi vì bạn chỉ cần có cái mã bí mật là bạn có thể reset mật khẩu bất cứ lúc nào bạn muốn. Vì vậy các bạn phải bảo mật thật kỹ cái mã bí mật của bạn. Tức là cái mã như thế này. Rồi sau khi bạn đã copy xong rồi các bạn bấm Next. Thì ở đây nó sẽ bắt bạn chọn cái mã bí mật mà bạn đã copy từ trước. Thì bạn hãy chọn đúng cái thứ tự mà nó xuất hiện. Ví dụ như mình là Bird Symptom Spoon. Bird Symptom Spoon. Tiếp theo là Celery Involve Repair Fan. Celery Involve Repair Fan. Celery
involve, repair, fan. Tiếp theo đó, escape myself, lack, poverty. Escape myself, lack, poverty. Và cuối cùng là ozone. Khi các bạn điền đủ rồi, thì nó mới cho bạn confirm. Để bạn xác nhận bạn tạo tài khoản ví MetaMask bằng chính cái mã bí mật này. Và thế là xong, các bạn đã có được cái tài khoản ví MetaMask của mình. Các bạn bấm on done. Đến lúc này thì các bạn đã có được cái ví MetaMask thông qua cái bước đăng nhập đăng ký mình vừa hướng dẫn vừa rồi. Thì ở đây, cái chỗ này chính là cái địa chỉ ví MetaMask của bạn. Bạn có thể click vào đây và bạn paste ra thì bạn sẽ thấy đây là cái địa chỉ ví của bạn nhé. Thì tuy nhiên các bạn sẽ cần phải thêm BSC, mạng BSC và token BUSD vào để có thể sử dụng được reorder pool của bên mình. Thì các bạn vui lòng truy cập vào NFT file. Mình sẽ để dưới phần mô tả. Đó là về cái link để các bạn import. Đầu tiên các bạn sẽ cần phải thêm mạng BSC. Thì cái cách thêm cái mạng BSC á, các bạn chọn setting network. Đây mình làm lại nhé, thật chậm nhé. Các bạn chọn setting network, add a network. Đây là cái chỗ để các bạn điền thông tin của ví, thông tin của mạng BSC. Thì đây chính là cái thông tin của mạng BSC mình sẽ để trên cái trang hướng dẫn của NFT file. Đây, tham khảo cách thêm mạng BSC vào ví MetaMask. Nó sẽ có rất nhiều link hướng dẫn trên mạng cho bạn. Mình sẽ lấy một link của blog tài chính chẳng hạn. Thì bạn chỉ cần điền những cái thông số như sau, vô cái đó, tên mạng network name là BSC. Ok, để network name BSC. URL RPC là một cái link, bạn copy cái link này. Các bạn bỏ vô URL RPC. Tiếp theo, mã chuỗi khối trên ID 56, bạn cũng bỏ vào đây luôn, 56. Mã ký hiệu symbol là BNB. Ký hiệu symbol đây, BNB. Và cuối cùng là cái này, Block Explorer. Các bạn copy vào đây, Block Explorer. Sau khi các bạn đã thêm đủ thông tin như một cái hướng dẫn như thế này, bạn bấm Save. Lúc này bạn đã chính thức ở mạng BSC, chính là cái mạng blockchain mà bên mình sử dụng để giao dịch. Ok, sau đó thì bạn nhìn ở đây bạn sẽ thấy có mỗi cái số dư BNB của bạn thôi. Bạn cần phải thêm cái token BUSD vào nữa, tại vì BUSD chính là cái số tiền bạn cần phải đặt cọc vào đây, tức là bạn phải đặt cọc BUSD vào, cho nên là bạn phải import BUSD. Thì bạn chọn import token. Cái token address này nè, mình sẽ để trong cái bài này, bài viết này luôn. Thì đây chính là cái bài viết mình để. Và đây là cái token address của nó, các bạn bôi đen cái dòng chữ vàng này. Các bạn copy paste vào đây. Là nó sẽ tự hiển thị cái symbol là BUSD và cái số 18 này luôn. Và bạn bấm add custom token. Import token. Bấm quay trở lại chỗ này. Lúc này là bạn đã hoàn toàn thiết lập được một tài khoản MetaMask với số dư BNB và số dư BUSD. Đây là một cái tài khoản MetaMask chuẩn chỉnh để các bạn có thể liên kết ví với NFT file. Sau khi đã có tài khoản rồi, các bạn quay trở lại. Các bạn chọn
liên kết ví tại Reorderable. Đây, liên kết ví. Nó sẽ báo như vậy, thì các bạn cứ F5 lại trang để bạn đã cài đặt rồi. Bạn liên kết ví. Trường hợp mà nó báo như lúc nãy á, các bạn mà đã cài MetaMask rồi mà nó vẫn báo là trình duyệt của bạn chưa cài MetaMask á, bạn cứ F5 lại trang một lần, refresh lại cái trang. Và bạn bấm liên kết ví lại, nó sẽ ra một cái thông báo như thế này. Các bạn chọn Next, Connect. Nó sẽ bắt bạn phải bấm sign một lần nữa để bạn đăng nhập vào NFT file. Và thế là hoàn tất. Sau những bước này, các bạn đã chính thức có được, chính thức liên kết được ví MetaMask của các bạn với pre-order pool của NFT file. Khi liên kết ví thành công, nó sẽ hiện ra được là số dư ví MetaMask bạn đang có. Số dư ở đây là số dư BUSD bạn nhé. Và bên này là nó hiển thị cái số BUSD bạn đã nạp. Thì do mình chưa nạp gì nên ở đây nó hiển thị không. Và trong ví MetaMask của mình cũng chưa có BUSD nên nó cũng hiển thị là không. Thì đây chính là nội dung của cái video đầu tiên, là các bước sử dụng Reorder Pool. Thì mình đã hướng dẫn các bạn tạo thành công một tài khoản ví MetaMask và liên kết ví với Reorder Pool. Trong video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp BUSD vào ví MetaMask của bạn để bạn có thể có số dư BUSD để nạp vào Reorder Pool. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.